Vừa qua tại trung tâm thương mại Crescent Mall, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, khách hàng yêu thích thương hiệu xe Volkswagen đã có dịp lái thử và trải nghiệm 3 mẫu xe tiêu biểu của hãng xe Đức tại Việt Nam, như Tiguan Allspace SUV 7 chỗ phiên bản cao cấp, ấn tượng với hệ dẫn động 4Motion cùng cỗ máy TSI mạnh mẽ và đa dạng các chế độ lái. Passat Blue Motion 2, mẫu sedan hạng D, đại diện cho hình ảnh doanh nhân lịch thiệp với các trang thiết bị cao cấp như ghế massage hay điều hòa chỉnh riêng từng khu vực. Polo Hatchback, mẫu xe đô thị năng động hiệu năng, đặc biệt là tiêu chuẩn an toàn đến từ Đức. Trong tháng 12 năm 2020, Volkswagen Việt Nam mang đến ưu đãi phí trước bạ lên đến 100% cho mẫu xe Passat Blue Motion 2. Ưu đãi 120 triệu cho mẫu xe Tiguan Luxury. Ưu đãi 30 triệu cho mẫu xe Tiguan Luxury S. Và ưu đãi 11 triệu cho mẫu xe Polo Hatchback. Bên cạnh việc trải nghiệm, khách đến tham quan còn có dịp thưởng thức tiết mục biểu diễn violin đặc biệt bởi những nhạc công tài năng. Nếu như quý vị có một tình yêu đặc biệt dành cho thương hiệu Volkswagen, mời quý vị cùng đến với đại lý Volkswagen gần nhất để được đội ngũ nhân viên tư vấn và trải nghiệm xe trực tiếp.